Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì ba anh em đang chuẩn bị đi bắt ốc. Và hôm nay được 3-4 ngày mưa. Và hôm nay là nắng thì anh em tôi lại bắt đầu vào rừng để kiếm những con ốc. Các bạn có thấy phía xa xa kia không? Đấy là ông cậu đi trước mình một tí, nhưng mà mình cứ kịp được. Ngu quá. Hiện tại thì ba anh em đã đến chỗ bắt rồi. Thôi tấn công thôi. Thì ai đâu hướng nó thôi nhỉ? Đâu hướng nó thôi. Đi chung nhau không được nhỉ? Có ai được con nào chưa? Mệt. Và bây giờ mình phải luôn lôi vũ khí ra để bắt ốc thôi. Đây, vũ khí đây. Có con nào chưa? Được một con rồi. Được một con rồi. Thế à? Thế thì ngon. Hôm nay chắc nó ra nhiều đấy. Nổ à? Thế là được con đầu tiên à? À, ốc nhỏ à? Nắp. Ốc nắp à? Không được. Ây. Bây giờ thì vào công đoạn nào. Phân bổ mỗi người một hướng rồi. Mình sẽ đi hướng này và út đi hướng dưới, cả đi hướng trên. Ai, ui vừa nghe cùn rồi. Thế là được một em rồi. Ốc nắp tuyệt vời, cắm vào đây đấy. Em đầu tiên. Thế là sau một thời gian thì mình mới được một con. Con này là con thứ hai. Phết. Ơi còn biết kêu nữa. Đây, một em ốc tròn đang leo xuống cây này. Hồi mệt. Mình lúc nãy mình giẫm vào dây cùn này. Có một con ốc rơi xuống đây một cái thì mình nhìn thấy. Đấy con ốc to hẳn hoi. May quá. Đi tìm không thấy mà giẫm phải mới thấy. Thế là được một con ốc to rồi. Sau một thời gian thì vừa được 2, 4, 6, 7 con này. Vừa được có 7 con thôi. Nhưng mà hình như là hôm nay không có hay sao ấy. Hay chưa còn nấm. Vậy là hai nhà gặp nhau. Nhưng hôm nay hình như người ta đi bắt hết rồi nhỉ. Đi trước mình rồi. Đi sớm rồi. Còn mình đi chiều. Dạng này là không ngủ no. Cứ thử xem. Từ bây giờ đến 3-4 giờ xem mình có được. Và ngay đây là một em ốc đang di chuyển. Và dưới kia cũng có một em. Hai em. Ai chà, đang ăn nấm này. Đang ăn nấm. Ai bắt con này được. Thế là một em. Nó tuyệt vời. Còn em nữa ở dưới. Biết là có nhiều không? Hai em. Ôi trướng. Thế là mình cũng được khá rồi. Và đây là một em ốc nữa. Wow. Ôi nó sợ rồi. Đây. Vậy là thành quả ngày hôm nay ở đây. Đấy. Em cậu ngoại. Ôi. Bạn thấy gì chưa? Sau một hồi dài một tí mình đi thì gặp một quả hay quả chuối, chuối rừng chín này. Chắc biết con gì nó ăn. Có dấu kiển này. Đấy. Và chắc ngon đấy, mình phải kiền thử.
Gai quá. Ngọt nhưng mà dai. À, bùn chuối chín lúc nãy ở kia. Đấy, phía xa xa kia. Chả trách mà thấy rơi đấy. Hóa ra con sóc nó đẩy xuống rơi. Thế là mình được ăn. Tuy nó không ngon. Vậy là mình đã lên rất là cao rồi. Phải tầm vài trăm mét rồi. Thì ốc chưa thấy. Nhưng mà em cậu chắc là đi trên kia. Chẳng nghe thưa nữa. Ôi chết rồi. Này mình phải đi một mình rồi. Vậy là ba anh em đã ra khỏi rừng rồi. Hôm nay tuy không được nhiều nhưng mà cũng được một tí. Ba anh em góp lại chắc cũng được. Để biết hai em cậu có được không. Ra xem nào. Ui, ở đây xuống đến ấy một cái nhiều vắt quá mọi người ạ. Đây. Thế quá. Hai. Thôi, được không? Hả? Được không? Sao ai lắc đầu đấy? Không được à? Ăn quả đấy. Đâu? Ăn quả đâu? Đây à? À, thế cũng được. À, thế cũng được rồi. Thế quá tuyệt vời rồi. Đấy. Dồn thế vua xong rồi. Dồn lại một bao à? Dồn thử xem nào. À sao lấy được mướp rừng à? Ừ, mướp rừng nhỉ. Con này hay có mà. Đây rồi. Bắt đầu về rồi. Hẹn mọi người ở lại nhà nhá. Cuối cùng thì anh Lành cũng đã về rồi mọi người. Ai. Vậy là về đến nhà rồi. Rất tuyệt vời. Hôm nay thành quả được đây này. Và giới thiệu mọi người hôm nay có em trai. Chào mọi người nhá. Thì vừa đến làm lấy ra mắt rất là lớn. Rồi, vào nhà để triển khai thôi nhá. Và giới thiệu với mọi người, đây là Hưng. Tên là Hưng. Là một người lên làm bây giờ chắc là với Huy nữa là ba anh em. Bắt đầu triển khai vào cái kênh này là nhân vật chính nhất. Ba anh em mình là nhân vật chính. Và bây giờ thì thôi, chế biến ốc thôi nhá. Còn gà thì chắc luộc lên nhá. Gà của chú Hưng đi luộc lên thì chấm muối chanh thôi. Đấy thôi nhá. Đi, anh em mình triển khai. Triển khai đi. Còn nước này thì cho một nước. Có cả chanh mà. Thôi, đổ ốc cho thôi. Đấy. Đời dỗ. Rồi, tiến hành thôi. Giải quyết cái món xôi con húc này đi. Ốc này phải được đi cho một tí cho muối vào. Vâng. Cỏ hết cái bẩn đi anh ạ. Hôm nay làm món gì với ốc? À, luộc lá chua thôi. Luộc lá chua? Lá chua thì ngon đây. Ok. Gà luộc nhá. Gà ơi, gà luộc. Gà luộc cho đấy. Hả? Tưởng là xong rồi. Em ăn gà vào luộc trước nhá. Để xay đấy vào luộc. Lúc nãy rửa xong rồi, bây giờ lại cho vào để ngâm muối xong thì cái loại không có nắp này thì được rồi. Còn lại nắp thì phải vẩy, vẩy nó đi cho nó sạch. Ê, nhìn quả thằng Tảo ăn. Quả đấy là quả mướp đắng này. Mướp đắng, đắng rừng. Đắng rừng. Nương không phải là rừng. Nhưng mà được trồng ở gần rừng gọi là mướp đắng rừng. Cái này cho muối chưa đấy? Các bạn có mát rồi. Còn này là tăng ăn cái món này. Ăn mà này ổn lên nó. Ăn. Bấm cơn bơ nó. Nó tư cả. Còn này nói nó mẹ tư cốt trong kênh có vậy. Đừng đổ hết kia ăn cùng. Ăn mất chất. Đổ hết cái này. Làm lửa cái gì? Đi hết chất. Ít thôi. Món này thôi nhỉ? Ừ, với lại cái lá gì nhỉ? Lá, nó. Cái lá. Ừ. Ừ, như lá. Đồ khai bay lại. Ủa, cây chẳng lấy, chẳng rưng lại, chẳng rưng lên.
rồi, có ướp lên là tưởng là tưởng ăn xong rồi. Đây nó củ hơi qua cả là chua đúng không? Ừ, nó tuyết chứ không? Dạ luôn là cái hướng bầu nhé. Cái hướng ổn là lá ướp củ đúng không? Đấy, mướp rừng rồi. Mướp đắng rừng rồi. Mướp đắng rừng rồi. Thế là để làm mướp canh ngon thì về rồi. Thôi xong rồi, đi về thôi. Thế này anh đảm nhiệm món gì? Anh món gì anh cũng đảm nhiệm hết. Nhớ đấy nha. Em cho nhiều chua luôn không nhỉ? Hả? Cho nhiều chua luôn nhỉ? Cái này ấy. Ui. Thế nào cho là chua. Em đục gà nhá. Ốc anh Lanh lo nhá. Ơi, hiền sớm. Ốc này đừng đánh. Anh Tâm thì đang nhóm lửa. Cái bếp bên trong kìa. Cái tư đạp của họ như họ. Anh Lanh thì nhận bữa ốc rồi. Cá chua phải vò thế hả anh? Vò, cái này là có giống thân cây chua không nhỉ? Không, anh có chứ. Là một đấy à? À, thân nói ăn rất chua luôn. À, này có một bay đi đấy. Rồi, bằng này thôi. Rồi, cho lên luộc luôn. Nắp đồng rồi. Rồi. Nắp thân cây chua. Được, chua lết. Thân cây chua thì thường thường người ta sẽ làm ấy nhỉ? Làm gì luôn? Làm nước chấm. Ừ, người ta làm thịt cũng được mà. Thịt bổ kiểu. Thoải mái. Ừ, hôm nay trăng bếp cho anh nhá. Rồi anh yên tâm. Hôm gà. Đầu khai màn nó phải chú đáo tí chứ. Anh ăn như nhỉ? Nó phải nét. Ok. Nét. Gà xuôi rồi này, lập đi không được. Con này to phết anh Lanh ạ. Nhìn cái đùi nó này. Anh Lanh thử check xem nó chín chưa. Ừ, chưa chín đâu, chín luộc đi. Ủa, to quá. Hơi khó lật, to. Đấy, để anh Lanh trợ giúp. Giúp em cái nhá. Tầm. À, chưa chín đâu, này còn lâu mới chín. Ui giời, nhìn cái gà to ghê. Đấy. Nửa quả chanh anh phải. Ui sợ. Đấy. Măng à? Măng đấy. Măng đấy là măng non bắt bụng đấy. Cái này anh ăn không hay là mình cho vào cái gì đấy? À, ăn luôn mà. À, ăn cho muối mắm muối vào xong này. Cái cây đấy nhỉ? Nhiều ớt này, cái cây đấy nhỉ? Có ngủ thử ăn thôi. Em thử miếng được không? Ừ. Ăn còn nghiện. Măng này không phải măng Thiên Long Bát Bộ đâu. Măng này măng Bát Độ. À, à luôn luôn. Nên rồi ấy, hôm qua ăn rồi. Hôm qua ăn ngon rồi chị. Khuya, ngon đấy. Giờ này cho hồi vào cây. Chua sẵn nó sống rồi. Chua rồi. Còn nước cũ chua rồi. Cái này mà xong làm kiểu cho tí vào chấm thịt gà ngon nhỉ. Ừ, đấy. Nó phải bài đấy. Thì gà mà nấu măng đi cũng ngon. Bạn hơi cay đấy. Cay á? À, cay thơm mà, cay nhưng mà nó thơm. Mọc dần như thế này. Nó từng tí một thôi. Thật này. Các quầy như vậy. Cho thêm một quầy vào họ. Cái này có khi anh phải làm một bát, cho bọn chỉ con với một bát là người lớn. Trẻ con nó không ăn được đâu, cay lắm. Con không ăn được đâu. Tí này. Còn tí thì nó chấm mà. Cho tí tỏi đó. Xem tay của anh đi. Mó vào cái quai nồi đâm ra nó đen xỉ. Mà không bẩn đâu. Lúc nào nó cũng phải trên 100 độ cao luôn. Nó cứ phải thế anh ạ. Nó cứ phải có tí gọi là tí cho. Thịt không rơi thì còn phải là giả vờ đánh rơi xong mới ăn mà nhỉ. Đấy, phải thế. Dập ra để nó ấy. Ui rồi, phán một thế này. Nát luôn. Nát luôn được. Căn bản nó ra được cái nước mà. Nó ra nước lắm thơm. Chứ còn nhẹ tay thì mất ngon. Rồi, chảy nữa. Công đoạn cuối cùng này rồi. Công đoạn cuối cùng đấy.
Tí nữa cái này anh dã cho đỏ ra đi, em nhìn sướng. Bóp cả mình tiền cậu. Ốc đi là phải ăn cả nước anh nhỉ. Ăn nước cốt ốc. Nhấc nha. Chắc cũng nhấc xuống cho nó ngâm thôi. Nhưng mà chín chưa? Hả? Nhưng mà sợ chưa, gà sợ chín chưa? Mình nhấc xuống ngâm. Nhấc xuống ngâm nó khắc chín. Để trong lúc nữa tí có trẻ con ăn đi. Đây được rồi. Tí nữa để một tiếng đồng hồ nữa mà ăn cũng được. Anh check xem nó được chưa? Đây em à, đừng chích, đừng chích. Không phải chích à? Không, chích nó ủ à? Nó ủ mà, đang ủ à. Như nó chín đấy. À. Chích mất thề. Cái gà đấy anh có chật luôn không? Để cho nguội tí nữa, nóng quá. Má thằng con rừng trẻ quá. Cho nguội tí nữa. Ôi, con gà nhìn ngon ghê. Cái đùi to nhỉ. Thì... thêm tí ớt cho nó ngon nhỉ. Ăn lắm, ăn lắm, ăn lắm. Được. Đấy, nhìn thế này nó mới hấp dẫn này. Ừ, cái màu này nhìn được đấy. Đây là nước chấm của anh em mình mọi người. Ôi, cái này chín rồi đấy. Nhấc thôi. Nhưng mà về nhấc nào được. Thế này phải gọi. Tắt lửa. Gọi anh Lanh ra bê. Cái nồi không quay này. Ăn ra ấy đi. Không, rút cái lửa đi, đi đơm luôn đấy đấy. Rút lửa đi ăn là được mà. Tẩy nó cũng nguội rồi. Nó tầng tàu, tầng tàu bà, chỉ luộc mướp luôn à? Ừ. Đổ thôi nhá. Đổ mất ăn. Đổ mất ăn này. Nhìn ốc ngon anh. Cái này mà ấy với nước chua trong ốc nó có chua không anh? Không, ngọt. Bởi vì là ốc này nó có chất ngọt. À, cái lá ăn được đúng không? Cái lá này ăn được đúng không? Nó đánh được chất chua. Cái lá này mình ăn được đúng không? Ừ, ăn được mà. À. Không ăn được nấu làm gì? Lấy đi thôi. Thấy nó nhau, tại em thấy nó nhau hết không, phải ăn chứ. Anh Minh đang mài dao để chuẩn bị cho em gà bé nhỏ lên thớt. Chín chưa anh? Chín rồi. Nát. Nát rồi à? Vừa. Làm gì để mức nát? Có quạt nhỉ? Lấy quạt nhỉ? Lấy. Hưng lấy cho anh cái quạt. Nát quá. Biết, biết. Không, cái này là mình luộc xong đi. Mình để được thì nó sẽ giòn ra. Kiểu nhúng vào nước lạnh đi. Ừ, cho vào đá được. Con này được 2 đĩa đấy nhỉ. Gọi là bên đĩa đi. Là lươn. Gà này thì thôi, không còn gì để nói. Gà không có chạy. Cái này ăn nhá, không phải nhai thôi. Như luôn à? Như luôn. Hôm nay anh em mình luộc con gà nó hơi quá lửa. Bầm mạnh nát. Này này. Thế là xong rồi đấy. Hai cái đùi cho bọn chị con ấy. Đừng thái. Bây giờ có bây giờ có 4 đứa chị con. 4 đứa chị con đây phải chặt làm 4. Đấy. Chặt như anh Minh kia là hợp lý. Quá hợp cả. Xong rồi. Xong rồi. Cái kia chín rồi đấy.
cho cái này lên cho muối vị chính vào ổn không? Chín chưa? Có cho vào nước chấm không anh Lanh? Có chứ, cho một ít vào. Đây là lá chanh rừng rất thơm. Không, bắt cho một ít rồi. Ăn làm thuốc. Chén thôi. Được rồi đã vui ạ. Chắc tí vào thịt gà nó thơm. Là mâm cơm sắp xong rồi đấy nhỉ? Được rồi đấy. Bữa cơm rất là thịnh soạn. Ông được 2 bát hả anh? 2 bát. Hơn 2 bát. 4 bát. Ôi giời ơi. Đây là dưa, chúng ta nói ăn. Phát. Chắc là đủ cơm, chúng ta nói ăn chứ. Đổ vào các ăn. Các ăn có những củ sắn này đi. Không thương một ai cho. Rồi, ok rồi. Phát. Chờ. Không thương một ai cho. Bây giờ thì cơm canh thì cũng đã chín hết rồi. Thôi để anh em ngồi lại xung họp rồi mời cả nhà nhá. Thôi mời cả nhà xuống thôi. Rồi dùng đi anh, dùng chị ơi. Rồi, nào, rồi. Chúc sức khỏe nhá. Chúc phiền mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Hết luôn này anh. Hết luôn à? Hết luôn. Chén đầu là chén ấy mà. Chào mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Thôi, ăn thôi. Bắt em. Ngon, ngon hơn. Hơn cả thịt. Rượu quá nhá. Tui đi nào. Thằng chắc đúng không? Ui, ăn nhút cái tui đi nó. Nhưng mà tui để thôi. Trong pham luôn thì nào. Pham thịt nữa. Không nào. Không nào đi. Quả. Về đi, ngồi mất ba này. Hay rượu mời cả mọi người. À, nào, em mời. Ta em có rượu rồi. Anh biết thì sao, anh biết. Xin mời tất cả mọi người. Cổng lấy mà lôi ra được không? Cái này cũng rượu đấy, à. Cũng được à. Rất nhiều. Rất nhiều. Giống như. Tại hồ sinh ra, giống đấy anh nhỉ. Tưởng là bác bây giờ cho em quay lại đẩy là từ nhỏ biết hơn to bằng cái chén này không không nha ngon to bằng cái chén đúng không này món này ngon quá còn nhiều còn to hơn còn như kiểu lặc đi này cái này rồi chớ đấy đấy đúng rồi cái là còn thôi trắng đen luôn trắng trắng đỏ ghép lại trắng đen để trên hòa bình là trắng đen chắc là mỗi vùng mỗi khác nó hơi đỏ mà hơi đen đen thế em ăn luộc lên luôn nó luộc lên thơm cái ăn được cái lá chuột nó to ở đây cái gì em với lá chuột đúng không đột rừng phải có nấu cái đột rừng nó to quá nên ra không ra được thật tạo không ra chúng tôi nói là nhiều nhưng mà nó có ăn rong cái này toàn ăn lá cây hôm nay thì em xin phép các anh em chúc với anh một chén hôm nay là anh mình ngày đầu hợp tác với nhau thì em mong anh với em hợp tác vui vẻ mong tầm kênh anh mình phát triển đi lên nhé ai cũng muốn nó phát triển đi lên vâng nhưng mà chúc anh nhé anh em chúc sức khỏe vâng trăm phần trăm nhé vâng họ làm 3 chén 100% một chén được còn nghe mát được 3 chén nghe được tay quá anh mát tay quá ok đấy tại em nó thích con trâu không phải đâu không người đấy chẳng qua là đi không phải là số trước chứ phải đi
xe dùng chủ quan quá buồn. Đi người ta đi 60 thì mình đi 35 là được rồi. Đi 60 nhưng phải đi nhân đôi. 120 thì đừng. Uống dương hương 3 chén nước đấy, không uống được đâu. Anh uống với chú á? Ừ. Ôi sợ yên tâm. Không, quý nhau lắm ấy. Ừ, đơn giản. Chú bảo là quý anh thì anh sẽ uống với chú chục chén cũng được. Quan trọng chục thì quay đầu đấy. Không quay đầu. Tầm 3-4 chén cũng được. Chục không, uống đến 12 giờ đêm thôi. Xong anh em mình 12 giờ đêm thì cái bom này làm gì được 12 giờ đêm. Anh em mình nghỉ xong lại 30 phút đến 3 giờ lại uống tiếp. Bây giờ tầm 7 rưỡi mới nhỉ? Tầm bây giờ 7 rưỡi đấy. Để anh em mình chống tanh nhỉ? Anh đánh vừa giỏi vừa khéo. Ốc này không phải tanh. Nhưng mà có bị cái giống ốc đùi này nó đi bao giờ nó có tế bào để phủ vào những hòn đá để trơn xong nó mới đi mà. Không, nó đi đến đâu nó trơn đến đấy. Nãy kiểu như mình quên cho nước mắm ấy hẳn riêng cái muối nhỉ. Mình có thấy ngon, kiểu như mình quên cho muối với mì chính vào cái ốc này thì không phải muối mà mắm gì cả. Em vẫn thấy ngon. Mình còn phải thêu xong phải chấm thôi. Mà ốc này nó ngọt. Đúng rồi, em ăn ngọt ngon mà. Đúng rồi, đồ rừng cái gì ngon. Cái đồ rừng cái gì ngon. Đồ rừng ngon. Muối cái gì ở nhà ăn không ăn được thì không ngon luôn. Cái gì mà mình không thích ăn là không ngon. Nhỏ đúng không? Tầm mai nhé. Không phải nhỏ đâu. Đúng đấy, thôi bỏ mà đừng bỏ đấy. Phải làm cái này thì mới đấy, anh móc được với cục của anh. Đúng không em ơi? Rồi, anh Tâm. Từ từ. Hút hút nhớ hôm nay là anh Tâm nghỉ giữa hiệp. Thằng đến cậu hút chân đến anh nữa. Còn chúng mày không uống thì không hút thì anh hút. Nói thẳng nó như thế. Bây giờ chỉ có mỗi ba anh em bọn anh là lớn tuổi nhất thôi. Vâng. Con đây là 98 à? Vâng, em 99 à? Thì 1, 2, 3 thôi thì bằng cháu rồi. Ơi, chỉ 2, 3 cháu rồi thôi đấy. 1, 2, 1, 3 thôi là khoán 12 con giáp thì thành cháu. Không, anh phải kinh chú vậy. Thôi anh em mình lên thôi. Say quá anh lại hôm đầu hợp tác và lại say. Anh em mình lên thì chỉ có lên giường ngủ thôi, đừng có lên nóc nhà. Ủa, thế được rồi. Không có ga để uống đâu. Có chai này nhưng mà pịt rồi à. Chai đấy phải chai nữa. Nó có ho ta khay ta đảm như vậy nó chỉ là làm việc. Làm nó có việc, không phải là bất thay. Số này là biết, chủ có mấy người một chén. Em thì không phải hay uống rượu. Đúng rồi. Thôi thì anh em mình phải uống cho nó khỏe, phải có sức khỏe để đi làm việc. Không phải là uống cho giúp không. Thế uống cho anh em mình vui thôi. Nhưng mà thế nào này người ta lại cạnh là chúc sức khỏe. Đúng không? Đấy, đó chúc sức khỏe mà. Nhưng mà tình thỉnh thoảng cho là mình uống cho nó khỏe. Nhưng mà quay lại đi. Bởi ạ. Có những người đúng quá đà thì không khỏe đâu. Vâng. Bây giờ chúc là phải chúc sức mạnh. Điềm mà điềm ngang với điềm của nó sợ sợ mà sợ sợ đến chờ ở đấy. Em muốn thế. Cố đi đâu bây giờ thì nhắc mình 3-4 năm anh em thì cũng em bỏ thế nào đâu. Rượu say cho thì cũng cho em béo quá. Đến cái giai đoạn thịt không còn và lại ốc thì cũng hết rồi. Tôi thì hẹn vẫn còn đấy, nhiều lắm. Hẹn mọi vẫn người còn mà. Ừ, còn có vỏ nói gì? Có nhưng mà cái ốc này mình ăn đâu nhiều không giờ nó cấp hết. Không bao giờ hết. Thôi thì bây giờ thì xin chào tất cả mọi người nhà. Hẹn mọi người vào một tập gần nhất. Chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em mọi người nhá. Hẹn anh em mà lần sau cứ theo dõi kênh của gì nhỉ? Ẩm thực lý tử lanh. Ẩm thực lý tử lanh. Thế các bác phải live stream nhiều à? Cho nó kênh nó phát triển lên thì mới có tập hay này, kinh dị hơn. Các anh em mình uống cho nó hay. Mình thì... Anh lại nghe thêm tí nhá. Chào mọi người đi, phải quên mất à? Mình chào mọi người nhá. Mình là Hưng. Hôm nay tập đầu tiên mình lên sóng với anh Lanh và Huy. Giọt cái. Hey. Quên chào, quên. Chào khán giả, nó phải rực rỡ một tí. Mình xin phải giới thiệu. Rực rỡ một tí chứ. Không rực rỡ nhỉ? Như là nhà như mấy ông bán chết sở. Cá mắm thôi. Đây nhá. Đây là tập đầu tiên mình lên sóng với anh em. Thì hôm nay mong mọi người anh em ủng hộ mình, anh Lanh với Huy là một kênh chính xác phát triển rực rỡ về sau. Biết nó anh em mình sẽ đồng ý mọi người với nhau tuyệt vời. Sống phải đỏ ngược. Sống phải đỏ ngược. Không đỏ ngược người ta bảo không phải chim ưng đứng gần thế. Nói chung là anh vẫn phải cống hiến chứ phải. Vẫn phải cống hiến đều cho khán giả nhưng cống hiến thì chả đúng không?
phải cống hiến. Đúng rồi. Nhưng mà làm thì căn bản là phải thật. Đúng rồi. Người thật thì việc thật đúng là rồi. Được. Căn bản là thế thôi. Gọi là mình còn anh thì làm nó lúc đi phải thật, lúc đi không được thì cũng thật, mà lúc vâng, đi rồi. Được thì cũng phải thật. Vâng rồi. Nó thế. Thôi nhá. Ừ. Chúc mừng mọi người nhá. Rồi chúc mừng mọi người nhá. Dù pháp hay không phải dù. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.